lần 6 là lần 30 ngàn cây không ạ? Trước 3 năm trước 30. Em đi 29 mấy gần 3 năm. À, lần cuối cùng chưa ta? Trước thì còn không ok, chỉ có kêu kêu bữa sau thôi, còn bữa không biết kêu quỷ gì luôn. Hai bánh nhiều hơn cho nên nó cho 200 đủ ký rồi đó. Dạ thì anh cứ kiểm tra nó đi, thay nước máy nhất là hộp số này lâu chưa? Bây giờ nếu vậy thì thay nhớ hộp số rồi thay nhớ máy luôn, thay hai cái luôn. Rồi còn nó bị gì nữa không ta? Anh cho em một cái gì khóa không? Cái kiểm tra hết. Dạ, được nhờ. Thì 3 giây tắt máy nó có ok không? Có lúc được, có lúc không? Để em kiểm tra, để em kiểm tra. Trên đường nó đi luôn. Dạ. Một hồi ngừng cái nó không tắt. À, nó trong một cái quãng đường đi luôn mà có lúc nó ngừng lúc đó cũng không. Nó có bị cũng lâu rồi đó. Bố thắng nó bây giờ đằng sau là bao nhiêu tiền? Ở trong kia báo giá rồi em báo vậy.
xe con sạch sẽ chuẩn bị thôi, bố thắng đây. Máy này có 800 ml hả? Cái cũ của nó đó hả? Nhưng mà mình nhìn ở đâu mình biết nó mòn đã, nhìn ở đâu đó nè, thấy sắt rồi nãy chưa? Hả? À, thấy sắt luôn hả? À, hai cái má hả? Nhưng nó cũng không đều đúng không? Dĩa này phai cái bố nó vô, nó nhìn từ dĩa nó hơi bố lắm. Nó bào cái này hả? Nó bào rồi nó khuyết rồi không? Khuyết rồi này không? À, mắt cái nước này nó không? Hôm bữa đi nghe mới biết, không để ý luôn. Mới tuần trước. Anh bỏ nha. Để hả? Để cho sắm này dễ thấy không? Nó dày ha. À, cái này nó có gọi là quá mòn không nè? Quá mòn gì nữa. Quá mòn luôn đó hả? Cái này vừa tới nè. À, cái này nó hết rồi nè. Mấy ly luôn hả? Quá dày luôn. Bữa đi nghe kêu á, mới biết để ý giờ không quên luôn. Rồi ra cố đắp sâu. Đi nó sướt vậy chắc mình thắng đâu ăn nữa hả? Ăn nhưng mà nó cái tỷ lệ của nó không bằng không? Độ bền của nó không còn giống như trước nữa. Bình thường mà mấy cái bố rắn này là bao lâu rồi mình mới thay được lòng ta, mình nếu mình không có để ý sao biết được thời gian hay là cái này tính là km. Anh tính km cũng không được, tại vì bớt nhiều quá bít. À rồi đúng rồi, bớt nhiều quá bít. Đúng rồi, nó là đi mà chạy xe là nhiều quá nhanh. Nhanh hết bố
để nói chung nghe mà sạc sạc cái là rồi mới nghe lần trước á, cho nó thôi để đầu tuần đi làm luôn. Mấy ngày thì mình ấy được. Cái này coi như là ráp lại luôn hả? Dạ. Rồi giờ thử luôn. Thường thường mấy xe này thấy thay thắng, thay nhớt là hết rồi không? Đi lâu quá kiểm tra cái nồi, ví dụ như ba mấy ngàn thì kiểm tra vô anh đi đai chứ không mà đi lâu. Bữa hình như là 24 ngàn là có thay cái dây vô ra. Mấy dây đai ba mấy ngàn là kiểm tra chứ không mà đi vô đường đó. Đứt hả? Đứt. Đứt rồi nó có bị cuốn vô máy không nè? Nó cuốn này vô khúc nồi là cứ ngắt luôn á. Nguy hiểm hả? Con nghe đứng xe luôn á hả? Chiếc đứng xe luôn. 25 ngàn thay là vừa phải không? 25-30 hả? 30 đến 35. 40 hết nát rồi. 40 là tệ quá rồi phải không? Dạ. Ở nhà có cái chai dở bữa mà quên đem mẹ luôn. Rồi cái này bỏ bao nữa về để dành tiếp. Ở nhà có con chai nữa rồi đó. Có nhiều xe không? Hả? Ở nhà có nhiều xe không? Mới có một chai à? Mới một xe, có nhiều xe không? Và có xe nào chạy nước máy không? Cái nào? Ở nhà anh có xe nào chạy nước máy không? Có chiếc Tesla, hỏi chiếc gì của anh ta luôn. Đây hả? Máy đó lắc. Máy đó nó nước mà. Đi bảo hành 30.000 cây là xe được chạy 29.300 cây đi bảo hành, buộc là bị mòn cái thắng sâu quá trời luôn, tâm ra là nó cài vô cái đĩa nó kêu á, với lại thay nhớt nhớt máy lại nhớt số với lại nước má, chỉnh lại cái idling stop rồi cho nó ngừng 3 giây là đúng, để coi kiểm tra lại coi. Bây giờ em đi, em ngồi sao, em có nghe cái rần rần nữa không? Có không? À, rồi tóm lại là vậy thôi, xây vậy thôi chứ không có gì quan trọng đó. Kiểm tra thắng đâu mà. À, thay cái bố thắng là quan trọng á, là 400 mấy nè, nhớt không là 140, cộng với chai nước mát nó chắc mấy chục ngàn, ở nhà còn chai nước mát nữa mà không có lấy đi luôn, quên luôn. Nhưng mà cái lần này á là chắc do nó đông quá cho nên là thật ra giống như là đi thay đồ thôi chứ kiểm tra định kỳ bảo hành là nó không có kiểm tra đầy đủ, thiếu không thấy kiểm tra phuộc, kiểm tra bố nồi không thấy, thắng là chỉ có thay, nói chung là chỉ có thay thôi. Thôi thử chạy lên tốc độ cao nên là nó kêu gì không. Cái lấy ra cái miếng sắt nó kè vô cái nó mòn luôn cái sắt luôn, nói chung là vừa rồi không có để ý không. Rồi cơ bản xe lại như mới.